Bằng kiều nghẹn ngào, Đan Trường cùng dàn sao đau xót khi bà chủ trung tâm Thúy Nga báo tin dữ. Rạng sáng ngày 24 tháng 9 theo giờ Việt Nam, bà Tô Ngọc Thủy, CEO trung tâm Thúy Nga, gây xôn xao khi chia sẻ bài đăng đầy tâm trạng. Trên trang cá nhân, bà viết, cầu mong phép màu đến với gia đình chúng con. Dù không nói rõ chuyện gì đang xảy ra, nhưng ai cũng ngầm hiểu bà Tô Ngọc Thủy đang muốn nói đến bố mình là ông Tô Văn Lai, người sáng lập nên trung tâm Thúy Nga. Thời gian qua, người thân ông Tô Văn Lai thường xuyên chia sẻ tình hình sức khỏe của ông lên mạng xã hội để mọi người nắm rõ. Được biết, ông Tô Văn Lai hiện đang đối mặt với bệnh hiểm nghèo, người thân không nói rõ ông mắc bệnh gì, chỉ biết ai nấy đều đang liên tục cầu nguyện, mong ông khỏe lại. Dưới bài đăng của bà Tô Ngọc Thủy, nhiều nghệ sĩ như Bằng Kiều, Hồng Đào, Thanh Hà, Đan Trường, Quang Minh, Lê Hiếu, nhạc sĩ Lê Quang để lại lời chúc cầu bình an, cầu nguyện bố của bà sớm bình phục. Trước đó không lâu, bà Tô Ngọc Thủy từng đăng ảnh bố kèm chú thích đầy xúc động. Con sẵn sàng đánh đổi hết để bà khỏe lại, để được nghe ba la rầy con thương ba. Ông Tô Văn Lai, dù đã tuổi cao sức yếu, nhưng những năm qua vẫn say mê nghệ thuật, theo sát công việc của trung tâm Thúy Nga, dù đã nghỉ hưu, nhưng việc quản lý cho các con. Không chỉ là người tổ chức, ông Tô Văn Lai còn đích thân biên soạn, chọn bài hát và ca sĩ tham gia chương trình do mình lên ý tưởng. Ông Tô Văn Lai, sinh năm 1937, là người sáng lập ra hãng băng đĩa của người gốc Việt lớn nhất hải ngoại, có tên Thúy Nga Bajis. Về sau khi già yếu, ông lui về hậu trường, nhường lại công việc kinh doanh cho con cái.